Em trai ruột Phi Nhung vừa bức xúc lên tiếng về những thông tin thất thiệt trên mạng xã hội những ngày qua. Em trai ruột Phi Nhung kiếm tiền trên nỗi đau tang gia là táng tận lương tâm đã hơn 10 ngày kể từ khi nữ ca sĩ Phi Nhung nhắm mắt xuôi tay về với đất mẹ, để lại bao nỗi tiếc thương cho người hâm mộ, giới nghệ sĩ và cả những người thân của cô. Tuy nhiên, song song đó, những ngày gần đây trên mạng xã hội cũng bất ngờ xuất hiện nhiều thông tin tiêu cực về Phi Nhung. Đề cập đến xì căng đan của nữ ca sĩ lúc sinh thời và con trai nuôi Hồ Văn Cường. Theo em trai ruột Phi Nhung, nữ ca sĩ một đời sống lương thiện, minh bạch chứ hoàn toàn không phải như những tin đồn trên mạng xã hội. Nguyên văn chia sẻ từ em trai ruột Phi Nhung, chị tôi cả một đời sống trong sạch lương thiện. Một đời minh bạch không màng chuyện tranh giành sân si, một đời nguyện dâng mình cho nghiệp hát ca và từ thiện, một đời hy sinh để rồi khi nằm xuống mà vẫn chưa gặp được con gái của mình. Những ngày gần đây quá nhiều các tài khoản YouTube, Facebook hay TikTok đưa các thông tin sai lệch gây hoang mang dư luận. Hãy tôn trọng chị tôi, hãy dùng lương tâm để cho chị được yên nghỉ. Dùng sự ra đi của chị để lợi dụng nổi tiếng, lợi dụng kiếm tiền trên nỗi đau tang gia là táng tận lương tâm. Chị cũng là một công dân, cũng cần được tôn trọng và bảo vệ như bao người khác. Hãy tôn trọng chị, tôn trọng gia đình chúng tôi. Thứ nhất, Cường được chị chăm sóc dạy bảo từ ngày có duyên gặp gỡ cho tới khi chị. Nên rất mong khi mọi người nhắc tới chuyện này thì xin hãy nghĩ tới tâm tư tình cảm của chị, để quãng thời gian đó là quãng thời gian quý báu ý nghĩa chứ không phải quãng thời gian để kể công. Chị sẽ đau lòng lắm, bởi dẫu con có làm mẹ đau buồn thì bất cứ người mẹ nào cũng không muốn con mình bị tổn thương bởi người khác. Thứ hai, dù chị đã được đưa về Mỹ nhưng tang lễ chính thức của chị vẫn chưa được diễn ra. Xin hãy bình tĩnh lại và cho chị được an lòng yên tĩnh những ngày này. Chị vẫn luôn mong muốn fan của chị bình tĩnh trước mọi sóng gió và chừng mực. Thứ ba, và đây cũng là điều quan trọng nhất, quản lý Diễm Phạm đã lên tiếng chính thức về trách nhiệm của mình. Đã khẳng định mọi chuyện tiền bạc của Cường đều do cô ấy phụ trách nên tất cả chúng ta hãy chờ quản lý giải quyết. Chị hoàn toàn không liên đới tới chuyện này. Sớm hay muộn thì cuối cùng cũng sẽ có lời giải đáp hợp tình hợp lý. Một lần nữa xin tất cả hãy nén lại chờ tới ngày tang lễ chính thức của chị được diễn ra. Thương chị, xin hãy nghĩ và hiểu cho chị. Xin chân thành cảm ơn vì tất cả. Nhiếp ảnh gia Milo Trần lên tiếng về lùm xùm liên quan đến Hồ Văn Cường và cố nghệ sĩ Phi Nhung. Anh tỏ ra bức xúc khi một vài người đến tận nhà và tra hỏi việc có nhờ người đòi tiền giùm hay không, và đặt ra câu hỏi. Nếu đã nói Hồ Văn Cường đủ 18 tuổi để hiểu biết việc gì nên làm thì tại sao không tôn trọng sự im lặng của em? Lệ Quyên và cả Tóc Tiên đều đồng tình với quan điểm này của nhiếp ảnh gia Milo Trần. Cả hai nữ ca sĩ hạng A đều lên tiếng bênh vực cho Hồ Văn Cường trước tâm bão. Cụ thể, Lệ Quyên đã để lại bình luận đồng tình với Milo Trần, chị nói thật nhé, thời loại này thấy oải. Những người làm việc tử tế và thành đạt thì lo tích đức hoặc lo phấn đấu cho đời, còn lại càng rách nát càng cao cấu. Chứ miệng mồm hại người rồi lỡ sai thì lại leo lẻo xin lỗi. Người trong cuộc họ biết rõ nhất, để họ giải quyết đi, cứ làm như người ta ngu ngọng, câm điếc mà cần ra tay nghĩa hiệp khóc dùm. Ôi chao, nẫu thật sự. Theo đó, Lệ Quyên cho rằng tất cả đừng nên gây nghiệp trên mạng xã hội, mọi việc chỉ có người trong cuộc hiểu rõ. Tiếp theo đó, Tóc Tiên cũng để lại một bình luận ngắn gọn bày tỏ sự đồng tình của mình với bài đăng của Milo Trần, không hiểu nổi luôn. Thế nhưng, không chỉ một lần, Tóc Tiên còn để lại bình luận ở một bài viết của ekip chương trình Hồ Văn Cường từng đạt giải quán quân. Nữ ca sĩ cho rằng, em chỉ không hiểu nổi sao người lớn hùa nhau ăn hiếp thằng bé. Tóc Tiên chia sẻ trên trang cá nhân,
Milo Trần nhiếp ảnh gia nổi tiếng trong Vbiz, người đã góp phần tạo nên thành công về mặt hình ảnh cho MV của nhiều sao Việt, có bài viết bày tỏ thái độ bức xúc về sự việc liên quan đến Hồ Văn Cường.